Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo nhận định từ các chuyên gia khí tượng, phân tích dữ liệu 10 năm qua cho thấy chưa từng có một năm nào mà cùng lúc ba miền Bắc, Trung, Nam đều trải qua đợt nắng nóng trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 như năm nay. Dự báo vào khoảng 30 tháng 4, khu vực Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của nắng nóng, đặc biệt là nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ có thể từ 36 đến 39 độ C, thậm chí có nơi vượt 40 độ C. Trong khi đó, ở Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ dao động từ 36 đến 38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C. Riêng khu vực các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa, Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong giai đoạn từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 cũng xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, ít khả năng có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 41 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Tây Nguyên thời tiết ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Nam Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết nắng nóng, tỷ lệ mưa ở mức 10-20%. Về đêm, trời mát mẻ hơn 3 ngày, nhiệt độ giảm, nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!